À, là phần mềm nhá, phần mềm tìm phong nhanh nhất là nhẹ nhàng nhá. Các bạn sẽ gõ ra nó sẽ hiện ra ha, phong Alien Black nè. Đó, bên này gõ nó có hai bảng nhá. Đó nó hiện ra nhá. Đó đây là tìm phong nhanh nhất này, nhẹ này nhanh nè, xem trực tiếp trên Windows nè. Có thể mình là mở phần mềm Photoshop, Adobe nè, Corel nè. Thì mình sẽ kiếm phong thì nó mỗi lần nó load sẽ lâu nhé. Giờ công cụ mình sẽ tìm kiếm nhanh hơn, trực tiếp hơn nhé. Như vậy mình sẽ gõ vô nhé, gõ vô tìm kiếm phong nè, nhanh nhẹ nè, ha, ha, à, tí nè, đó, nó sẽ hiện ra toàn bộ phong nè, ha. Ở đây in hoa in thường là đó, nghi hay không nè. Hoa là đó, mình sẽ kéo vô, kéo vào nó sẽ hiện lên đầy đủ nha, nhanh lắm nha. Là giờ mình sẽ xuất file nha, file là sale email nè ha, phong là đường dẫn nè ha, Windows tiếp nè ha, phong là phải chuột nè, rồi vô là copy này vô notepad nha, copy nè ha, đường dẫn nè, ha. Còn phải chuột nè, open là in Windows này, Explorer ở, ha. Nó sẽ hiện ra cái thư mục nè, vị trí Windows ha, đó, đầy đủ tên luôn ha. Là công cụ tìm phong nhất bên này là bảng thứ hai này ha, bấm vào là nó tìm cái mục B ha. À, còn tiếng Việt đẹp nè, à, anh kéo qua hai bảng luôn đó, à, tiếng Việt này ha, tên phong nè, HMU, mọi thắc mắc thì có gì liên hệ qua Zalo nè, đó nhớ like và đăng ký kênh nhé, YouTube nè, đó YouTube nha, đó. Đó là tiền phong là nhanh nhất này, nhẹ nhàng này, sẽ trực tiếp trên Windows nhé, không cần phần mềm mà Adobe hay Corel gì này đó.